Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Cả nhà cùng vui. Hàng xóm nhiều chuyện hay soi mói cuộc sống của những người xung quanh là điều rất dễ bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày. Và Thiên Lâm tin rằng không ít quý vị ở đây từng gặp phải tình huống như vậy. Và trong câu chuyện của Cả nhà cùng vui ngày hôm nay, không chỉ là bị soi mói thôi đâu, nhân vật của chúng ta còn là người chuyên đi buôn chuyện nữa. Vậy diễn biến của câu chuyện ngày hôm nay sẽ như thế nào? Thì xin mời các bạn hãy cùng theo dõi tiểu phẩm tình huống ngay sau đây. Nam ơi Nam, con đã biết chuyện gì chưa? Chuyện gì thế hả mẹ? Mẹ cứ hốt hoảng cái gì thế? Chuyện thằng Phong con nhà ông Độ ấy, nó bị phá sản rồi. Phong con nhà ông Độ á? Con có chơi với ai tên là Phong đâu ạ? Ông Độ nhà ở làng bên cạnh ý. À mà nhà mình có quen biết với nhà họ đâu nhỉ? Con không biết thằng Phong là đúng rồi. Không quen biết nhà người ta mà mẹ lại biết người ta phá sản. Thế con không biết mẹ là trung tâm nhận và phát thông tin chuyện của làng trên xóm dưới à? Chuyện nhà nào mẹ cũng biết hết. Mà nhá, lúc sáng ấy, mẹ thấy mấy ông mấy bà xì xào bàn tán với nhau là con nhà ông Độ ấy, nó làm ăn lớn lắm ở tận trong miền Nam cơ. Trước đây nó tiêu tiền như rác ấy. Thế mà bây giờ bị phá sản, về phải bán hết của nà đi để trả nợ. Bây giờ phải đi thuê nhà trọ ở ấy kìa, khổ cực luôn ý. Mẹ, làm ăn lúc được lúc mất là chuyện bình thường. Con cũng vậy. Với cả là nếu mà anh ấy mà có trí ấy, kiểu gì anh ấy cũng gây dựng được. Ui giời, khó lắm. Mẹ nghe đồn thằng này nó chơi bời kinh lắm. Mà vợ nó toàn đẻ con gái thôi. Hai vợ chồng nó cãi nhau suốt ý. Mẹ, chuyện gia đình nhà người ta mẹ đừng có quan tâm quá làm gì cho mệt. Mẹ biết chuyện nhà người ta ấy, mẹ còn thấy vui ý. Mệt cái gì mà mệt. Mình phải biết nhiều chuyện của thiên hạ ấy, thì mới thêm hiểu nhiều được con ạ. À này, thế mày đã nghe chuyện nhà bà Loan ở xóm dưới chưa? Mẹ, từ bây giờ ấy, mẹ đừng có đi nghe những chuyện linh tinh của nhà người ta nữa. Rồi là đem đi kể lung tung. Con không thích như thế đâu. Này, không phải ai cũng biết chuyện đưa lại như kiểu mẹ rõ ràng như thế đâu nhá. Mà thôi, con không thích nghe thôi, lần sau còn lâu mẹ mới kể. Vâng. Ngon thật bà. Nó phải từ từ, nó phải trôi xuống cái tận đây này. Nó mới ngọt, 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 nó mới thẩm thấu chuyện từ từ nữa nào. Chưa gì làm cái gì cứ vội vội vàng vàng ấy. Bà biết tính tôi rồi còn gì nữa. Ô này, hả? Hôm trước vợ chồng Khánh Phương nó cãi nhau hả bà? Sao tự nhiên lại cãi nhau thế? Cãi gì đâu? Sao bà biết cãi nhau? Gì sẽ gì, cái gì mà tôi chả biết. Thế chỗ bạn bè ấy, bà cứ nói thật đi xem nào. Ôi dồi, tự nhiên lại nảy sinh cái tính tò mò ở đâu ra ấy nhở? Không cãi nhau. Sao phải giấu? Bà là bạn thân làm sao tôi phải giấu nào? Không cãi nhau mà. Ô kìa, thế tôi quan tâm thì tôi mới hỏi chứ. Này, mẹ chồng con dâu có cơm lành canh ngọt không đấy? Bà là bà không được bắt nạt con dâu bà đâu đấy nhá. À không, vẫn ngọt mỗi tội hơi mặn tí. Đấy, tôi biết ngay mà. Đời không, nói đùa đấy. Tôi lại tưởng thật cái bà. Cái Phương ấy nó ngoan hiền như thế, có cái gì mà cơm không lành canh không ngọt nào, đúng không? Đúng rồi, tôi hỏi bà ấy cho nó vui thôi. Chứ cái Phương nhà bà ấy công nhận nó ngoan thật đấy, mà lại hiền dịu chăm chỉ đấy chứ. À này, hả, cái chuyện ở trên nhà bà Lan xóm trên ấy bà biết không? Nhà bà đấy trông bề ngoài thế thôi nhưng mà lục đục cực kỳ luôn ý. Tôi kể cho mà nghe hay lắm. Này Xuân ơi, Xuân đã đến bên kia, xong Xuân đến bên này, Xuân đến bên này thì phải vui nghe Xuân. Bà ta làm thôi mất hứng. Tôi uống thì chè ngon thật đấy. Đúng là toàn cái đồ nhiều chuyện, vô duyên không để đâu cho hết được. Ai lại làm mẹ con cáu thế này? Chuyện nhà mình ý, người ta đang đồn ầm lên kia kìa. Nghe mà tức không thể chịu nổi. Chuyện nhà mình ý? Nhà mình làm gì có cái chuyện gì mà để cho người ta bàn tán hả mẹ? Thì chuyện cái Ngọc chia tay với người yêu ấy, mấy cái đứa ngồi lê mách lẻo ấy, chúng nó đang đồn ầm lên là cái Ngọc bị người yêu chia tay là vì cái tội, cái tính của nó kênh kiệu. Mà sự thật thì có phải là như thế đâu. Nghe mà tức ói cả máu ra. Mẹ chỉ muốn chửi cho chúng nó một trận. Mẹ, nếu mà sự thật mà không phải như vậy thì mẹ tức làm gì cho mệt. Chỉ những người vô tâm vô tư như con mới không thấy tức thôi. Mà này, rõ ràng chuyện nhà mình giữ kín như thế, người ngoài làm sao mà biết được.
hay là vợ chồng con đi kể linh tinh đấy. Ơ kìa mẹ, mẹ biết thừa là hai vợ chồng con không bao giờ thích buôn dưa lê bán dưa chuột, và cũng không muốn nghe những chuyện lung tung từ ngoài xã hội. Mà con nghĩ rằng người ta nói như vậy là cũng đúng đấy. Đúng cái gì mà đúng? Nghe đầu đuôi trả ra làm sao, xong rồi đi kể lung tung ra, đúng ở chỗ nào? Thế bây giờ con hỏi mẹ nhá, vì mẹ cũng hay đi nghe chuyện của nhà người khác rồi đem đi kể khắp nơi, thì người ta cũng tò mò về chuyện của nhà mình. Mẹ ghét là người ta tọc mạch chuyện của nhà mình, thì người khác cũng có những cái cảm xúc tương tự như vậy. Con nói có đúng không nào? Thì mẹ cũng chỉ nghe rồi kể lại cho vui thôi, chứ mẹ có ý hại ai bao giờ đâu. Bây giờ ấy, cái này là không ai hại ai cả. Mà bây giờ tốt nhất là để cho tâm mẹ tịnh ấy, cho lòng mẹ bình an ấy, thì thôi, tốt nhất bây giờ mẹ đừng có đi nghe ngóng chuyện lung tung nữa, rồi là đem đi kể linh tinh. Thế là cách tốt nhất mẹ ạ. Ừ, con nói cũng đúng. Từ giờ trở đi, mẹ quyết tâm sẽ bỏ vĩnh viễn cái chuyện buôn chuyện của nhà người khác. Mà này, nếu mà khi nào con thấy mẹ có hiện tượng muốn kể chuyện đấy linh tinh ra ấy, thì con phải chấn chỉnh mẹ ngay đi nhá. Mẹ yên tâm, bao giờ mà con thấy mẹ nói, con sẽ cắt ngay. Công bằng mà nói, sống theo kiểu cộng đồng, làng xã cũng có rất nhiều cái hay. Hàng xóm gần gũi nhau, khi cần là có người giúp đỡ. Nhưng đôi khi, sự quan tâm đến mức soi mói của hàng xóm lại khiến con người ta ức chế. Không ai thích chuyện của mình bị người khác bàn tán cả. Mà muốn người khác không buôn chuyện của mình, thì trước tiên chúng ta phải học cách không tọc mạch buôn chuyện của người khác. Và Thiên Lâm rất vui khi trong tiểu phẩm vừa rồi, nhân vật bà Xuân đã hiểu ra lý lẽ này và thay đổi bản thân một cách tốt hơn. Hy vọng rằng số phát sóng ngày hôm nay đã đem lại những phút giây thoải mái và thông điệp bổ ích cho quý vị khán giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.